Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, hôm nay, mùng 9 tháng 7, các khu vực từ vùng Kanto đến phía Tây Thái Bình Dương tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ tối đa tại thành phố Oase, tỉnh Mie, dự kiến đạt mức 37 độ C, trung tâm thủ đô Tokyo 36 độ C, thành phố Shizuoka, thành phố Miyazaki và thành phố Fukuoka 35 độ C. Cơ quan khí tượng và Bộ Môi trường Nhật Bản tiếp tục phải ban hành các cảnh báo về nguy cơ say nắng là rất cao ở thủ đô Tokyo, các tỉnh Ibaraki, Chiba, Shizuoka, Aichi, Mie, Wakayama, Tokushima, Kochi và Fukuoka. Đồng thời, khuyến cáo tất cả mọi người dân cần thường xuyên uống nước ngay cả khi không khát, tránh tập thể dục hoặc làm việc lâu ngoài trời và có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Ngoài ra, Đối với những gia đình có người cao tuổi và trẻ nhỏ là những người thuộc nhóm dễ bị say nắng hơn, cần thường xuyên giữ liên lạc và nhắc nhở nhằm đảm bảo an toàn. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, nắng nóng cao điểm trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và sức khỏe của người dân tại nhiều địa phương của nước này. Nhiều người được xác nhận đã tử vong và hàng nghìn người khác phải nhập viện do say nắng.